Chào mừng bạn đến với MyDio, tóm tắt nội dung sách, chuyện hay, kênh chia sẻ những kiến thức bổ ích, những bài học thực tế từ các cuốn sách hay. Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Giải mã siêu trí nhớ, tác giả Mai Tường Vân. Mai Tường Vân sinh năm 1991, sinh ra và lớn lên ở vùng đất Thanh Hóa. Cô gái trẻ trở nên nổi tiếng sau khi trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia giải vô địch trí nhớ thế giới được tổ chức tại Singapore. Sau đó, Mai Tường Vân cũng gây chú ý khi xuất hiện tại chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam. Cuốn giải mã siêu trí nhớ chính là cẩm nang ghi nhớ được Mai Tường Vân tổng hợp từ tất cả những phương pháp, kiến thức, những kinh nghiệm đã học được từ vị huấn luyện viên người Philippines. Các phương pháp đã được người viết Việt hóa, sáng tạo thành những hình minh họa rất đơn giản mà sinh động, phù hợp với văn hóa, đời thực giúp người đọc dễ dàng nắm bắt, áp dụng luyện tập trong cuộc sống. Chương 1. Bộ não của chúng ta ghi nhớ như thế nào? Trước hết, đặc điểm cơ bản nhất của trí nhớ là lưu giữ một cách trung thành tất cả những gì cá nhân đã trải qua. Để có thể ghi nhớ và hồi tưởng lại dễ dàng, chúng ta cần sắp xếp, kết nối thông tin một cách hợp lý. Trí nhớ giúp chúng ta tích lũy kinh nghiệm và vận dụng những kinh nghiệm đó trong đời sống, công việc và học tập, góp phần vào việc phát triển bản thân. Dù là trí nhớ ngắn hạn hay dài hạn, chúng ta cũng cần lưu ý một số nguyên tắc để ghi nhớ thông tin được lâu dài. Thứ nhất là cần ôn tập lại theo các mốc thời gian. Càng ôn tập nhiều lần thì khả năng ghi nhớ thông tin đó càng ăn sâu vào tiềm thức. Thứ hai là cần thiết ôn tập vào hai khung giờ vàng, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Một điều quan trọng khác mà chúng ta nên biết, đó là siêu trí nhớ, thứ có thể rèn luyện được. Trên thế giới có nhiều tài năng phi thường về trí nhớ không phải bẩm sinh, mà là do họ đã kiên trì khổ luyện. Vì thế, hãy tin rằng bản thân mỗi người chúng ta đều có năng lực ghi nhớ nếu có lòng quyết tâm, sự kiên nhẫn để rèn luyện mỗi ngày. Chương 2. Làm thế nào để có một trí nhớ siêu phàm? Để có một trí nhớ siêu phàm, hãy kiên trì rèn giũa từng giờ, từng phút bằng cách luyện tập có phương pháp. Các trạng thái liên kết của não bộ có thể biến đổi và phát triển theo hướng của những nhà vô địch thế giới về trí nhớ. Thứ nhất là phương pháp tưởng tượng. Khi càng tưởng tượng nhiều, bạn càng dễ nảy ra hình ảnh và ý tưởng. Chúng ta có thể tưởng tượng theo hai cách. Một là tưởng tượng tái hiện hình dung lại những hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ bằng phương pháp tưởng tượng tái hiện. Hai là tưởng tượng sáng tạo, tức là sự vượt lên trên những khuôn khổ định sẵn, những giới hạn từng có, những sự thật trong cuộc sống. Để tưởng tượng một cách ấn tượng, chúng ta nên hướng tâm trí đến những hình ảnh rõ ràng, nổi bật và sống động theo cách hài hước hoặc phi thực tế. Thứ hai là phương pháp liên kết. Sau tưởng tượng, việc kết nối các hình ảnh thành một câu chuyện thú vị cũng là cách giúp chúng ta ghi nhớ tốt hơn. Trong phương pháp liên kết, chúng ta có lựa chọn một trong hai cách liên kết 1:1. Áp dụng khi muốn kết nối hai hình ảnh với nhau trên cơ sở trong đầu bạn có thể tưởng tượng về mối quan hệ giữa chúng hoặc liên kết móc xích khi cần kết nối những thông tin dài. Nhiệm vụ của chúng ta là móc nối chúng lại với nhau dưới dạng sâu chuỗi thành một chuyện kể sinh động, dễ nhớ. Thứ ba là phương pháp mã hóa. Phương pháp này thường được áp dụng cho những con số. Việc của chúng ta là biến các chữ số thành những hình ảnh cụ thể. Nếu chúng ta có thể ghi nhớ các chữ số, việc tưởng tượng liên kết các hình ảnh lại với nhau thành những câu chuyện thú vị phù hợp với cá nhân trở nên thật dễ dàng. Thứ tư là phương pháp định vị, được gọi tên là căn phòng ký ức. Nói một cách dễ hiểu hơn thì căn phòng ký ức tượng trưng cho những địa điểm quen thuộc, giúp bạn ghi nhớ và hồi tưởng lại thông tin dễ dàng hơn. Khi cần gợi nhớ, chúng ta sẽ tưởng tượng bản thân đi vào nơi quen thuộc đó để gợi lại ký ức, hình ảnh gắn liền với từng đồ vật mà mình đã sắp xếp. Chương 3. Giải mã thử thách. Mai Tường Vân lần lượt hướng dẫn chi tiết các bước để có thể ghi nhớ cỗ bài poker gần 52 lá bài, cách ghi nhớ số nhị phân, cách để ghi nhớ được 100 mã QR và 100 gương mặt, ghi nhớ các hình ảnh trừu tượng. Thông qua những chỉ dẫn giải mã chi tiết kết hợp với hình ảnh minh họa sinh động, chúng ta khám phá ra rằng việc ghi nhớ không hề khó như những gì chúng ta tưởng tượng. Chỉ cần kiên trì khổ luyện và áp dụng đúng phương pháp, chúng ta ắt có thể đạt được tới tầm siêu trí nhớ. Có thể nói, giải mã siêu trí nhớ là một cuốn sách có tính ứng dụng thực tế cao, trở thành trợ thủ đắc lực giúp mỗi chúng ta có thể lựa chọn phương pháp ghi nhớ phù hợp nhất với mình. Học sinh, sinh viên, những người đi làm, người cần ghi nhớ khối lượng thông tin lớn, những người muốn tham gia các giải đấu trí nhớ trên thế giới hay đơn giản là muốn nâng cao khả năng ghi nhớ của bản thân đều nên tìm đọc cuốn sách này. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe phiên bản tóm tắt sách.
giải mã siêu trí nhớ. Mời các bạn lắng nghe nhiều cuốn sách hay hơn tại mydio.vn hoặc ứng dụng MyDio, thế giới âm thanh của bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.